xem. Cơm nhậu với rượu cần. Và các bác hút đi để em quay cái nào. Vâng, và ngoài một thưởng ban tổ chức thì công ty chúng tôi thưởng cho tất cả các anh chị của bốn đội, mỗi đội một bữa cơm. Chúng ta đang về làm kỷ niệm đúng không ạ? Đội số 2 phải hút mạnh vào. Đúng rồi. Nếu mà được thấy đâu ngon.